Dạ, em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước ạ. Dạ, kênh Cuộc Sống Văn Thơ Hậu Giang xin chia sẻ cùng cô chú anh chị mình bãi kiểng của Mỹ Châu ở công viên Ngân Thuận cô chú anh chị nha. Dạ, ở gần công viên Ngân Thuận. Hôm nay thì chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một số cây mai để mình chuẩn bị chơi Tết 2022 cô chú anh chị nha. Bước sang đầu năm mới, em cũng kính chúc quý cô chú một năm thắng lợi, vạn sự như ý ạ. Dạ, bây giờ xin mời quý cô chú anh chị mình vào xem clip giới thiệu mai hôm nay của Mỹ Châu luôn ạ. Mình có một cây cúc thợ hương rất là đẹp luôn quý cô chú anh chị nha. Nút nụ chơi Tết rất là ok luôn nha quý cô chú. Hàng chơi Tết cho nên là nút nụ rất là đẹp ha quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị mình ưng ý cây cúc thọ hương lớn đẹp chơi hàng để bàn khách thì mình liên hệ với Mỹ Châu giúp em cô chú anh chị nha. Xin chào bà chú ơi. Dạ, mến chào cô chú anh chị trên kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang. Hôm nay thì em lên mai thành phẩm để cô chú anh chị mình chơi Tết nha cô chú anh chị. Gồm có cúc hoàng huyết long ha, cúc thọ hương, cúc cồng ba nha cô chú anh chị. Số điện thoại của em là 0944383255 nha quý cô chú. Dạ, vô trực tiếp cây số mã số 1 nha cô chú anh chị, là một cây mai cúc gồng bay nha cô chú anh chị. Mã số 1 là cúc gồng bay. Dạ. Cái thằng đều luôn cô chú anh chị, nút nụ thằng tròn ha cô chú anh chị. Cây này già xương lắm ha cô chú anh chị. Đế ha cô chú. Đế đều đẹp đẹp ha. Đế dáng thú ha cô chú anh chị. Toàn siêu siêu ha. Tròn đẹp ha. Cây này ghép được 4 mắt bo ha. Chục nào chục nấy to bằng ngón tay của em hết trơn ha cô chú anh chị. Hàng này mình để phòng khách là ok lắm với cô chú. Rồi em đâu hoành thay như cô chú anh chị mình ha. Dạ. Hoành tại vị trí này là được 24,5 ha cô chú anh chị. Hoành 24,5. Chiều cao là 116. Tán nghiêng là được 95. Rồi cúc gồng bay mã số 1 em Zalo là giá 1.700.000 nha cô chú. Dạ, 1.700.000 nha cô chú anh chị. Bao ship cho cô chú anh chị luôn ha. Dạ. 1.700.000 ha, cúc gồng bay. Dạ. Mình đổi luôn nha. Rồi. Tiếp theo là mã số 2 cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Mã số 2. Cái này thoát thân cao tàn dù luôn cô chú anh chị nha. Càng mình, tròn ha. Mình ghép cũng được 4 bo nha cô chú anh chị. Này có nốt nụ chơi Tết cũng em lắm với cô chú nha. Rồi cây này đế một củ luôn á với cô chú anh chị. Cúc thọ hương là bông chùm ha cô chú anh chị. Hoa thơm ha, hoa nở lâu tàn ha. Bông rất là nhiều lớp cánh nha cô chú anh chị. Rồi em xin thông số luôn nha. Hoành được 17 ha cô chú anh chị, tại vị trí này ha. Chiều cao là 150 hả? Chiều cao 72. Dạ. Tán ngang được 59. Dạ rồi. Mã số 2 nha cô chú anh chị, em Zalo là giá 900.000 nha cô chú. Dạ 900.000 thợ hương mã số 2. Tàn dù đế cũ luôn ha mấy cô chú anh chị. Cũ đế đặc luôn ha cô chú anh chị. Dạ, em đổi luôn nha. Đó là mã số 3. Số 3. Cúc hoa hồng nha cô chú anh chị. Dạ. Cây này cũng tàn dù luôn cô chú anh chị nha. Chân nè cô chú anh chị. Chân nơm ha. Chân dài luôn. Chân dài tới nách mã luôn. Mã số 3 ha, cúc hoa hồng ha. Cây này mình ghép được 4 bo với cô chú anh chị. Cây này nút nụ dữ luôn á với cô chú. Cây này chơi Tết êm lắm cô chú anh chị nha. Nụ tròn do luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Chân là được 13 ha. Dạ, hoành được 19. Rồi, tán ngang là 57. Chiều cao là được 60. Dạ. Mã số 3, cúc hoa hồng em Zalo là giá 900.000 nha cô chú anh chị. Dạ, 900 nha cô chú anh chị nha. Cây này cô chú anh chị về lặt lá chơi Tết rất chơi là ok nha. Rồi qua Tết mình cắt bo làm giống ha. Dạ. Giống mới nha cô chú anh chị. Bông rất đẹp ha. 900.000 cúc hoa hồng thanh tú. Em đổi luôn nha. Dạ. Dạ, tiếp theo là cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Thọ hương dáng gió lùa rất đẹp ha cô chú anh chị. Đế đẹp luôn ha.
Nậu nậu cứng cây luôn nha cô chú. À, cái này mình ghép cũng được 4 bo nha cô chú anh chị. À, lúc nậu chơi tết rất là êm luôn cô chú nha. Quá trời nậu luôn ha. Cây này rất là có duyên nha cô chú anh chị. Một nậu thì nó nở ra một chùm bông luôn á mấy cô chú. Một nụ là nở ra được 4-5 cái bông ha cô chú. Rồi, cô chú anh chị xem để giúp em ha. Rồi mình xin thông số nha bà chủ. Hoành 14,5 nha cô chú. Dạ, tại vị trí này ha. 14,5. Chiều dài là được 79. Tán ngang là được 50. Dạ. Mã số 4 nha cô chú anh chị. Cúc Thọ Hương ha, em Zalo là 900 ngàn nha. Dạ 900 ngàn cô chú anh chị nha. Cái này mình vô cái chậu giót cao cao xíu ha. À, mình để ở chỗ phía trước bàn khách cũng ok lắm nha cô chú anh chị. Rồi em đỡ nha. Rồi cây mã số 5. Cúc 150 cánh nha cô chú anh chị. Cái này nút nụ cũng khá ok nha quý cô chú. À, mình ghép cũng được 2 bo nha. À, nó dảnh dảnh cái này lên thấy cưng không? Rồi. Cho xin thông số luôn nha bà chủ ơi. Cúc 150 cánh nha quý cô chú anh chị. Hoành là 15 nha cô chú anh chị. Hoành được 15. Chiều dài được 52. Dạ rồi. Tán ngang 52 luôn. Mã số 5 cúc 150 cánh, em Zalo là giá 800 ngàn nha cô chú anh chị. Dạ, 800 ngàn cô chú anh chị nha. Cây này nút nụ khá với cô chú anh chị. À, cây thấy nụ không à? Rồi em đỡ luôn ha. 900 ngàn. Rồi mã số 6. Số 6 cúc Thọ Hương. Dạ. Cây thú cái nằm ha. Ấm tàn luôn rồi cô chú anh chị nha. Tàn tròn do luôn. Dạ. Có nút nụ chơi tết luôn nha mấy cô chú anh chị. À, cây này có được một số nụ ha. Nè, nụ đây nè. Dạ. Nụ cũng nhiều lắm nha, cũng khá nha cô chú anh chị. Dạ. Cây này ghép bo lớn lắm nha. Cây này đế đẹp ha cô chú. Dán à, dáng nó nằm nằm thấy cưng lắm cô chú anh chị nha. Rồi. Xin thông số luôn nha bà chủ. Hoành 14,5 nha cô chú. Dạ, anh chị. 14,5. Chiều cao là được 61. Tán ngang là 73. Dạ. Cúc Thọ Hương mã số 6, em Zalo giá 1.100.000. Rồi, 1.100.000. Cây này rất là dễ thương cô chú anh chị. Mình nói luôn nha. Rồi, mã số 7 nha. Cô mã chú số anh chị. 7. Cúc Hoàng Quyết Long nha cô chú. Dạ. Anh chị. Cây này cũng super vip nha cô chú. À, cái tàn rất đẹp luôn cô chú anh chị nha. Đế đẹp ha cô chú anh chị. Ồ, đế rất nút là nụ dày thì... như đại lộc nụ bao nụ luôn. Ồ, dữ lắm luôn nha. Hoàng Quyết Long mà tết mà chỗ bông thì khỏi phải nói ha cô chú anh chị. Cây này cô chú anh chị mà mình mua về chân tết nở bông một cái là ưng ý lắm với cô chú anh chị. Bông Hoàng Quyết Long thì rất là đẹp luôn nha. Bông chùm hết cô chú. Mà nụ cả này thì thôi khỏi phải nói luôn. À, cứng cây luôn. À, cái bo ghép thì khỏi bằng ngón tay út luôn quý cô chú anh chị nha. 2, 4, 6 bo. Bo ghép chột ghép rất to ha cô chú. Dạ. Cây này già cây dữ lắm ha cô chú anh chị. Cái đế chứ, rất là em mua chú anh chị nha. Đế đẹp luôn nha. À, đế rất là lực luôn ha. Tàn tròn, kính tàn luôn nha cô chú anh chị. Cây này về chơi là ưng ý lắm nha cô chú. Dạ. Rồi em xin thông số luôn nha bà chủ ơi. Dạ. À, cây Hoàng Quyết Long lớn. Dạ. Em xin thông số luôn nha. Hoành tại vị trí này là được 30 đúng luôn nha cô chú anh chị. Dạ, hoành được 30. Cái phôi không à. Đẹp rồi ha cô chú. Rồi tổng hoành đế tại vị trí này là được 53 nha cô chú anh chị. Dạ. Chiều cao là được 92. Đường kính bầu là 100. Tán ngang được 102 nha cô chú anh chị. Định nói đường kính bầu rồi phải không? 102 là tán ngang ha. Dạ. Rồi cây mã số 7 ha, Hoàng Quyết Long nha cô chú anh chị.
em Zalo là giá 4 triệu rưỡi nha cô chú. Dạ, 4 triệu rưỡi là mình có một cây hoàng quyết long siêu nụ luôn cô chú anh chị. Bông cũng siêu đẹp luôn cô chú nha. Nụ lên tới giót đọt luôn hết cô chú. Nhánh nào cũng có nụ hết cô chú anh chị nha. Dạ rồi, 4 triệu 500 ngàn. Cô chú anh chị mình đồng ý thì liên hệ trực tiếp với số điện thoại của Mỹ Châu với em ha. Rồi, tiếp theo mã số số 8 ha, cũng là một cúc thọ hương ha. Và cây này chơi tới là VIP luôn với cô chú anh chị. Cây này cô chú anh chị mình để ngay cái phòng khách ha. Nở bông một cái thơm dữ lắm, thơm luôn cô chú. Cái tàn là quá đẹp luôn rồi nha nha. À, có nút nụ để mình chơi Tết luôn nha mấy cô chú. À, cây này chơi Tết xong sang năm cô chú anh chị mình cắt bo cũng nhiều lắm luôn á mấy cô chú. Cái này nụ tròn mập lắm nha cô chú anh chị. À, cô chú anh chị xem nút nụ với em ha. Vàng xương thì cứng hết rồi cô chú. Cây này mình ghép được 5 bo nha. Cúc thọ hương mà nụ như vậy cũng cứng cây rồi ha cô chú. Tại vì một chấu, một mắt nụ là nở ra tới một chùm hoa ha. Dạ. À, cây đế rất là đẹp luôn quý cô chú anh chị. Đế nha. Đẹp lắm nha cô chú anh chị. Tàn tròn đều mập ha. À, cây này chơi Tết super quý luôn cô chú anh chị. Rồi, cho xin thông số luôn bà chủ ơi. Đế này nó gom đặt lại luôn nha quý cô chú. Rồi, hoành là được cũng được 30 ha, dạ, tại vị trí này 30. Nha cô chú anh chị. Dạ. À, rồi. Chiều cao là 92 nha cô dạ, chú anh chị. Chiều cao 92. Toán ngang được 106 ha. Dạ. Mã số 8 ha, cúc thọ hương em Zalo là giá 4 triệu 500 ngàn nha cô chú anh chị. Dạ, 4 triệu 500 ngàn cô chú anh chị nha. À, cây bonsai rất đẹp luôn quý cô chú. Dạ, nút nụ thì rất là ok nha. Rồi, mình đổi cây luôn nha bà chủ ơi. Dạ. Dạ, tiếp theo là mã số 9 nha cô chú anh chị. Rồi, mã số 9. Là giống mai gì đây bà chủ ơi? Cúc hoàng quyết long ha. Dạ. Cây hoàng quyết long, cái tàn này cũng khá ha. Là ấm đây với cô chú anh chị. À, nút nụ là rất là ok luôn quý cô chú nha. Nụ là bao la nụ luôn. À. Mà số 9. Này điểm nụ từ sáng tới chiều chưa hết luôn. Cúc không nhị bông rất là đẹp nha cô chú anh chị. Màu sắc thì cũng rất tươi luôn ha. À, cái này mình ghép được 4 bo nha cô chú. À, cái đế đó luôn. Cũ cũng dễ thương lắm nha quý cô chú anh chị. Quái ha cô chú. Đứng nó ảnh. Quái dị cà na luôn ha cô chú anh chị. Dạ hời. Dạ xin thông số luôn nha bà chú. Rồi hoành tại vị trí này được 21 nha cô chú anh chị. Hoành 21. Tại đó nha. Rồi tại đây chiều nhiều. Cao là 72. Dạ cao 72. Rồi tán ngang là được 88 luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Mã số 9 ha, hoàng quyết long em Zalo là giá 1 triệu 1 ha cô chú anh chị. Dạ. 1 triệu 100 ngàn quý cô chú anh chị nha. Rồi bao ship luôn ha, giá này rất là sinh viên ha cô chú anh chị. Dạ. Dễ chơi ha. Nụ ngon lành nha quý cô chú nha. Nụ thì cứng cây luôn nha cô chú. Chỉ có 1 triệu 1 thôi ha, em bao ship cho cô chú anh chị mình. Dạ. Luôn ha. Cô chú anh chị mình đồng ý cây nào liên hệ trực tiếp với số điện thoại của Mỹ Châu giúp em nha. À, mình đổi luôn nha bà chủ. Dạ. Mã số 10. Tiếp theo là mã số 10 ha. Cái này là cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Cái dạ. Này là gốc tứ quý nha cô chú anh chị. Dạ, một cây thọ hương phong cao cô chú anh chị nha. Cái này là ghép cúc thọ hương mà tứ quý nha cô chú anh chị. Dạ, gốc tứ quý có nút nụ chơi Tết luôn quý cô chú anh chị nha. Đế đều đẹp luôn nha cô chú anh chị. Một cốt giót đọt luôn ha. Chi cành này thì cũng đã đều tàn ấm tàn nha mấy cô chú anh chị. Nụ cứng cây luôn ha. Nụ bao la luôn nha cô chú anh chị. Nụ lắm nụ luôn nha cô chú. Cây này mà lạc lá ra chơi Tết là bông cũng dữ lắm cô chú nha. À, bông ơi tới ngọn luôn. Đế nè cô chú anh chị. Dạ, đế tứ quý nha quý cô chú anh chị. Tứ quý mà có đế nha cô chú anh chị. Dán chật luôn ha. Một cốt vớt đọt luôn ha. Dạ. Cây này à,
Còn cây cúc thọ hương ghép thàn thông nha quý cô chú. Rồi cho xin thông số luôn nha bà chủ ơi. Dạ rồi. Hoành là được 25 nha cô chú anh chị. Dạ, hoành được 25. Củ đế ha. Củ đế đặc nha cô chú anh chị. Củ đế là được 40 ha. Dạ. Hơn 40 nữa nha. Chiều cao là 124 nha cô chú anh chị. Tàng ngang là được, tàng ngang được 87 nha cô chú. Dạ. Cúc thọ hương ha, mã số 10 ha. Em vô lô là giá 4,5 triệu nha cô chú. Cây này ghép trên 10 bo nha cô chú anh chị, nút nụ rất là ok luôn. 4,5 triệu cô chú anh chị nha. Mời tứ quý ghép cúc thọ hương ha. Đế đẹp luôn nha, dáng chật luôn nha cô chú. Rồi mình đổi cây luôn nha. Mã số 11 nha cô chú anh chị. 11 ha. Dạ. Cúc tứ long nha cô chú anh chị. Dạ. Mã số 11. Rồi. Đế đẹp nha cô chú. À. Cây này à, đế sổm cao luôn quý cô chú anh chị. Đế khéo ha. Đế nôm nha. Cây này mình ghép được 2, 4, 5 bo luôn á quý cô chú anh chị. Có nút nụ mình chơi Tết luôn nha quý cô chú. Cúc tư long thì bông rất đẹp ha cô chú anh chị. À. Bông to ha, cánh dung xoắn ha. Màu cũng rất là tươi luôn nha cô chú. Bông này nó dung linh chùm chùm rất là đẹp quý cô chú anh chị. Rồi. Xin thông số luôn nha bà chủ ơi. Hoành 150. Hoành là 17 nha cô chú anh chị. Dạ. À, sổm nôm luôn mà chú. Chiều cao của sổm nôm là dạ, được 16 ha. Dạ rồi. Cây này cao được 97 nha cô chú anh chị. Dạ. Tàng ngang là được 78 luôn dạ nha. Rồi. Rồi mã số 11. Cúc tư long ha. Em vô lô là giá 1,5 triệu nha cô chú. Dạ, 1,500,000. Đế đẹp luôn ha. Đế nôm đẹp lắm nha mấy cô chú anh chị. Đế khéo ha. Rồi, mình đổi luôn ha. Mã số 12 nha cô chú anh chị. Này là giả phú quý nha cô chú anh chị. Dạ. À, cây chơi để ở phòng khách cũng ok lắm với cô chú anh chị. Đế đẹp lắm nha cô chú. Đế nôm ha. Đế nôm có cái đuôi luôn. Cây này cũng khá là nhiều nụ nha với cô chú anh chị. Nụ nha, hết biết nụ luôn. Cây này ghép được 4 bo mà nó già mùa nha mấy cô chú anh chị. Rồi, cây đế rất là đẹp. Cô chú anh chị xem đế giúp em ha. Cô chú anh chị thích phú quý thì mình mua cây này ha cô chú anh chị. Dạ. Yeah. Cây này nụ dữ lắm luôn nha cô chú. À, cho em xin thông số luôn nha bà chủ ơi. Hoành tại vị trí này được 18,5 nha cô chú anh chị. Dạ, được 18,5. Cái hoành của đế là được 39 ha. Dạ rồi. Chiều cao là 92. Dạ, cao 92. Tán ngang là 98. Mã số 12. Em giao lưu là giá 2,2 triệu nha cô chú anh chị. Một cây dảo phú quý nha cô chú anh chị, 2,2 triệu. Mình đỡ cây luôn nha bà chủ ơi. Dạ. Dạ, mã số 13 nha quý cô chú. Mã số 13 là một cây cúc hoàng hậu nha cô chú anh chị. Dạ, cúc hoàng hậu. Cây này nụ dữ lắm luôn nha cô chú anh chị. Cây này nuôi nụ ha. Nút nụ không có trồng nuôi, luôn không có nuôi lá nha cô chú anh chị. Thằng đẹp. Tết mình lặt lá mình chơi ha. Cây này thì mình ghép cũng được 5 bo luôn cô chú anh chị. Đế nè. Đế nè cô chú. À, đế rất là khéo ha. Dán ảnh ảnh luôn ha. Lắc lượng á. Như là nhìn như là đang múa vậy nha cô chú anh chị. Dạ. Rất là có duyên luôn ha cô chú anh chị. Đó. Rồi. Xin thông số luôn nha bà chủ ơi. Hoành tại đây là được 20 nha cô chú anh chị. Hoành 20. Hoành ngay chỗ cái củ khéo nên là được 28 ha. Dạ. Này nó nôm nôm ha, nhìn nó có duyên lắm nha cô chú anh chị. Nụ cây này nụ dữ lắm luôn ha.
chiều cao là được 81 nha. Dạ, chú cao chị. 81. Tối ngang là được 57 ha. Dạ. Rồi cây mã số 13 này em giao lưu là giá 1.200.000 nha cô chú. Dạ, 1.200.000 cô chú anh chị nha. Cây này chơi Tết cũng khá là êm ha cô chú. Em thấy nút nụ, nút nụ cũng nhiều lắm cô chú anh chị. Cây này có nhiêu là nụ hết nhiêu nha cô chú. Dạ. Dạ, 1.200.000 mã số 13. Rồi em đổi luôn nha. Đầu đổi em đổi Tết. Tiếp theo là mã số 14 nha cô chú anh chị. Dạ, mã số 14. Cái cây này là cây trà mi ha. Dạ, một cây trà mi. Đó. Đó, có mặt bông nha cô chú anh chị, mình xem luôn ha. Cây này đang ôm nụ rất là nhiều luôn nha cô chú anh chị. Cái này nở bông gió luôn lắm cô chú ha. Cây này rất thơm nha cô chú anh chị. Ồ, cái nở hoa ra rất thơm luôn ha. Một cốt luôn ha, có củ luôn. Toàn tròn đẹp luôn ha cô chú. Nụ là cây này dữ lắm nụ luôn quý cô chú anh chị xem giúp em ha. Ủa, cây này Tết chơi bông là cứng ngắt luôn á mấy cô chú anh chị, dữ lắm bông luôn nha. Em thấy nút nụ nhiều lắm luôn quý cô chú anh chị. Nó nụ búp búp, nhìn thấy thương quá trời luôn. Cây này về chỗ em là được gần 3 năm rồi hết cô chú anh chị. Nên cô chú anh chị mình về mua chơi nên yên tâm ha. Đó, năm nào cũng nở cứng cây hết trơn nha cô chú anh chị. À, cái này nút nụ dữ lắm nụ đó, luôn hiện tại đang có bông của chú anh chị mình thấy đó. Đó nụ dữ lắm ha, trà mi ha, hoa nở rất thơm ha cô chú anh chị. Đó, một dáng cốt trực ha, rồi đế nở luôn của chú anh đế chị, đế nở luôn một cốt luôn ha. Rồi, cái này cô chú anh chị mà mình để ở phía phòng khách ra rất là thơm luôn nha. Rồi. Xin đồng số luôn nha bà chủ ơi. Cái này nó thuần chậu luôn rồi cô chú anh chị, rễ ra dữ lắm luôn rồi cô chú. Cứng ngắt luôn nè. Dạ. Cây này được cốt hoành cỡ này là lâu lắm rồi ha cô chú anh chị. Dạ. Rồi em đo hông số ha. Cái này nó lâu như hơn mai vàng luôn ha. Lâu lớn như mai vàng vậy đó. Rồi hoành được 16 ha. Dạ hoành được 16. Nó cũng giống như bông trang vậy ha. Nó lâu lớn. Chiều cao là được 1. Chiều cao là 125 nha cô chú anh chị. Dạ 125 chiều cao nha cô chú. Tán ngang là được 80 nha cô chú anh chị. Rồi cây trà mi mã số 14 ha. Em giao lưu là giá 2.500.000 nha cô chú anh chị. 2.500.000 cô chú anh chị nha. Rồi bao cây luôn ha. Một cốt đế nở vàng xương cứng cô chú anh chị, đặc biệt là nút nụ dữ lắm nụ luôn nha. Nụ thơ là nụ luôn. Ở cái này nụ cứng cây luôn quý cô chú anh chị. À, cái bông búp nó như bông hồng vậy đó. Ừ, như bông hồng luôn ha. Cái búp nó ra y như bông hồng. Bông mà bông nó nở ra thơm lắm. Lá nè, lá nó như là lá giả vậy nha cô chú, nó dày cái lá sợ luôn. À, cái bông giống như gầm bông giả. Ôi, nó rất là đẹp cô chú anh chị. Rồi 2.500.000 ha. 2.500.000. Một cây trà mi nha quý cô chú mã nha. Mã số 14 luôn. Rồi cô chú anh chị thích cây trà mi này thì mình liên hệ với số điện thoại có trên phần tư mô tả với phần tiêu đề quý cô chú. Rồi số điện thoại em là 0944383255 nha cô chú. Dạ. Rồi mình đổi nha. Mã số 15 nha cô chú anh chị. Dạ, mã số 15. Cây này về mình chơi Tết luôn nha cô chú. Trời dạ. Rồi cây này nụ dữ lắm nụ luôn cô chú anh chị nha. Này nó già quá trời cái nó rụng lá. Nó rụng lá nhưng mà nút nụ dữ lắm cô chú. Nó không có nuôi lá nữa, nó nuôi nụ cô chú anh chị. Rồi, xin thông số luôn nha bà chủ ơi. Cây này đế đẹp nha cô chú anh chị. Dạ. Hoành này được 19 nha cô chú. Dạ rồi, hoành được 19. Chiều cao được 45. Tán ngang được 63. Mã số 15 em giao lưu giá 750.000 nha cô chú anh chị. 750.000. Rồi, mình đổi luôn nha. Rồi, tiếp mã theo là số 16 nha 16, cô chú. Một cây mai đại lộc nha cô chú anh chị. À, cây này thì thất thân tàn kính là nha cô chú anh chị. À, nút nụ rất là cây nhiều này đế rất lực nha cô chú. Nụ thì nụ cứng cây luôn ha, bao nụ luôn nha. Nút nụ rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Bao 2 cm. Dạ cây này mình ghép được 4 bo nha.
bốn bao lớn cỡ bằng ngón tay cái em luôn á quý cô chú. Cái đế rất là có duyên nha. Rồi xin thông số luôn bà chủ ơi. Hoành được 33,5 nha cô chú anh chị. 33,5. Chiều cao là 103. Dạ. Tán ngang là 125. Dạ. Mã số 15. 6. 16. Mai Đại Lộc mã số 16, em Zalo giá 2,700,000. Dạ. Cây này bao ship 200 km nha cô chú anh chị. 2,7 triệu tặng chậu luôn ha. Chú một cây Đại Lộc siêu nút nụ luôn nha. Giá 2,7 triệu em tặng chậu này luôn ha. Chậu này chậu cổ ha cô chú anh chị. Dạ. Rồi mình đổi cây luôn nha. Rồi mã số 17 nha quý cô chú anh chị. Số 17 nha cô chú anh chị, cúc dạ. Thọ hương nha cô chú anh chị. Rồi một cây cúc thọ hương mã số 17 nha. Ra bông gió luôn ha cô chú anh chị. Nút nụ chơi tết rất là êm luôn nha. Thích gịch nụ luôn á mấy cô chú anh chị. Cây này mình ghép được bộ 5 bo nha mấy cô chú anh chị. Nguyên một bệ đế luôn cô chú anh chị nha. Đế đẹp nha cô chú anh chị. Đế nằm nằm ha. Nguyên cái bệ củ đế đặc luôn ha. Đó. Cây này về mình để bàn ha. Cây này rất là có duyên nha cô chú anh chị. Rồi xin thông số luôn nha bà chủ ơi. Dạ, mã số 17 ha. Dạ. Cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Hoành là được 19 nha cô dạ, chú. Dạ, hoành được 19. Chiều cao là 83. Tán ngang là được 72. Dạ, nụ kẹo luôn cô chú anh chị nha. Nụ. Rồi, cây này mình Zalo nhớ bao nhiêu hả bà chủ? Mã số 17 em Zalo giá 3,200,000 nha cô chú anh chị. Dạ, 3,200,000. Rất là có duyên, rất đẹp hả cô chú. Dạ, rồi mình đổi luôn nha. Mã số 18 nha cô chú anh chị. Này là ghép cúc Hoàng Huyết Long nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi, quá xá nụ luôn cô chú anh chị nha. Cái này mình ghép được 3 bo, cái đế cũng có duyên nha quý cô chú anh chị. Rồi, xin thông số nha bà chủ ơi. Hoành là 18 nha cô chú dạ, anh chị. Hoành được 18. Chiều cao là được 74 nha cô dạ. Chú anh chị. Tán ngang ha, tán ngang được 53 ha. Rồi. Rồi mã số 18 ha, Hoàng Huyết Long em Zalo là giá 650,000 nha cô chú. Dạ, 650. Rồi, mình đổi luôn nha. Mã số 19 nha cô chú anh chị. Mã số 19. Cúc thọ hương ha. Dạ. Một cây thọ hương tàn cũng khá là đều đẹp luôn nha với cô chú tàn anh chị. Tàn đẹp lắm nha cô chú. À nút nụ thì dữ lắm luôn, khỏi chơi luôn cô chú nha. Cây này chơi tết rất là ok nha với cô chú. Rồi mình ghép được 2 bo mà 2 bo lớn nha. Cây này nó hơi bị lũa cô chú anh chị. Dạ. Rồi em xin thông số luôn nha bà chủ ơi. Hoành được 26 nha cô dạ, chú. Hoành được 26 nha. Tán ngang là được 86. Dạ. Chiều cao là 63. Dạ rồi. Rồi mã số 19 cúc thọ hương em Zalo giá 1,200,000. Dạ. Nó bị lũa thằng phân thằng phần thân đó nên em bán giá này á nha cô chú anh chị. Dạ. Chứ cái cây này giá 1,2 triệu là không có đâu ha. Em bán rẻ luôn nha. Cây này chơi tết rất êm nha mấy cô chú anh chị. Rồi mình đổi cây luôn nha. Mã số 20 dạ. Cây này ghép được 2 giống nha cô chú anh chị. Một giống là cúc thọ hương với một giống là Hoàng Huyết Long ha. Dạ, cái này thọ hương à. Còn dạ. Bên đây là Hoàng Huyết Long ha dạ. Nụ cứng cây luôn nha cô dạ. Chú anh chị. Nhánh nào cũng có nụ hết nha mấy cô chú. Dạ. Này dán bye bye nha, rất có duyên nha cô chú anh chị. Xin thông số luôn nha bà chủ. Hoành được 16 nha cô chú dạ, anh chị. Hoành được 16. Chiều cao là được 54. Dạ. Chiều dài là được 65. Tán ngang là được 54 luôn nha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 20 ha, cây này em Zalo là giá 850,000 ha cô chú anh chị. Dạ, 850. Rồi cây hôm nay cũng là cây cuối clip luôn ha.
Rồi, clip chờ hết rồi nha bà chủ dạ. ơi. Rồi, số điện thoại của em là 0944 383 255 nha cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem clip của em ha. Rồi, em xin mến chào cô chú anh chị ạ. Dạ, em chào cô chú anh chị. Hẹn gặp lại cô chú ở những clip và chia sẻ tiếp theo ạ. Chúc quý cô chú anh chị sẽ chọn được thêm nhiều giống mai mới cũng như là thêm những cây mai đẹp chuẩn bị chơi Tết 2022 cô chú nha.